Có nhiều người hay nghĩ là ở data engineer thì mình chỉ cần học tool là đủ. Chào các bạn, mình là Cảnh. Ở video này mình muốn dành tặng riêng cho những bạn năm 3, năm 4 và các bạn nào muốn bước chân vào cái nghề data, đặc biệt là data engineer nhưng các bạn không biết bắt đầu từ đâu. Vừa rồi mình có làm một buổi webinar về chủ đề Big Data Architect. Thì sau cái buổi webinar đó rất là nhiều bạn inbox riêng cho mình và nội dung chủ yếu là: anh ơi, em muốn học data engineer thì nên bắt đầu như thế nào? Mình có lên Google và mình search về các khóa học của data engineer cũng như các bài viết hướng dẫn học. Thì đó là một cái list rất là dài và nhiều thứ trong đó. Nếu là bản thân mình á thì mình cũng cảm thấy rất là bối rối khi mình nhìn những cái khóa học và những cái bài hướng dẫn đó. Vì vậy, trong cái video này mình muốn đưa ra một cách khác ngắn gọn và dễ dàng hơn dựa theo kinh nghiệm của mình để học data engineer. Thì trước khi vào cái phần đó, nếu mà bạn nào cũng thắc mắc là data engineer hoặc công việc của data engineer là như thế nào thì có thể đọc lại bài viết của mình ở phần description của video này nha. Quay trở lại thì điều cần thiết để học trở thành data engineer vẫn là kiến thức nền tảng. Ở đây thì mình muốn nói đến cấu trúc dữ liệu và giải thuật, sau đó là tới SQL. Thì tại sao là cứ cấu trúc dữ liệu và giải thuật? Thì cấu trúc dữ liệu và giải thuật nó sẽ giúp cho các bạn có được tư duy lập trình. Vì bản thân data engineer vẫn là software engineer hay là kỹ sư lập trình cho lĩnh vực data, nên các bạn vẫn phải cần có tư duy lập trình để có thể viết API hoặc là viết data pipeline ở dạng phức tạp. Có nhiều người hay nghĩ là ở data engineer thì mình chỉ cần học tool là đủ. Nhưng cái điều đó chỉ làm cho các bạn trở thành một người sử dụng công cụ hay là user, mà không phải là một data engineer chính hiệu. Khi các bạn đi phỏng vấn data engineer thì tất cả các công ty nó sẽ cho các bạn một bài kiểm tra, thì đa phần đó là Codility hoặc HackerRank. Nó đơn giản là họ sẽ đưa ra một số bài toán và các bạn phải vận dụng kiến thức giải thuật để giải bài toán đó, ví dụ như sử dụng cây nhị phân, Hashmap để quy hoặc quay lui. Họ chỉ gọi phỏng vấn khi các bạn vượt qua bài kiểm tra trên 80%. Tiếp theo là về SQL. Thì SQL là một ngôn ngữ dùng để giao tiếp với database. Thì nếu các bạn làm data thì chắc chắn các bạn phải sử dụng SQL ở trong công việc hàng ngày. Cụ thể hơn, trong công việc khi mà mình làm việc hàng ngày thì mình thường xuyên sử dụng SQL để trích xuất dữ liệu thô từ một nguồn nào đó và bỏ vào data lake. Sau đó mình cũng lại sử dụng SQL để xử lý những cái dữ liệu đó và bỏ vào data warehouse. Nên SQL là một ngôn ngữ thật sự rất cần thiết cho data engineer. Và sẵn đây mình cũng nói luôn là trong cái bài kiểm tra khi đi phỏng vấn data engineer, ngoài cấu trúc dữ liệu và giải thuật sẽ luôn luôn đi kèm với một câu SQL và các bạn phải giải cho được cái câu hỏi đó. Thì ngôn ngữ lập trình thì mình sẽ không có bàn nhiều ở đây, bởi vì chắc chắn là các bạn phải sử dụng Python, bởi vì mình chưa thấy data engineer nào mà không biết Python cả. Khi mà đã học xong toàn bộ thì các bạn làm sao biết được khả năng của mình đã có đủ tiêu chuẩn để bắt đầu học những cái công cụ khác chưa? Thì có một trang web rất là tốt mà các bạn có thể tự kiểm tra khả năng của mình, đó là LeetCode. Mình để link ở dưới này. Khi các bạn vào trang LeetCode, mà nếu như các bạn có thể giải được các bài toán ở mục Algorithms and Database ở mức độ Medium and Hard thì chúc mừng các bạn, là các bạn đủ điều kiện để có thể bước sang học kỹ năng tiếp theo của Data Engineer rồi. Sau kiến thức nền tảng thì các bạn có thể bắt đầu học những khái niệm liên quan đến Data Engineer. Ở đây ví dụ như mình nói là về Data Lake, Data Warehouse, Data Mart hoặc Data Pipeline. Các bạn có thể tự xây dựng cho mình một Data Warehouse, tìm hiểu xem mô hình Snowflake và Star Schema nó như thế nào, và làm quen với hai framework phổ biến và thông dụng nhất hiện nay, đó là Hadoop và Spark. Khi các bạn học Hadoop và Spark, các bạn nên cố gắng học từ A đến Z bằng cách là tự mình cài đặt Hadoop và Spark. Sau đó các bạn nên tìm hiểu thử xem hệ thống Hadoop MapReduce hoạt động như thế nào. Và sau đó mình nghĩ là có một cái ví dụ đơn giản mà các bạn có thể làm, đó là trích xuất dữ liệu từ MySQL và bỏ vào Hadoop HDFS. Dữ liệu thô đã được đưa vào bên trong HDFS rồi, các bạn có thể sử dụng Spark để
xử lý những cái dữ liệu đó, có thể xử lý đơn giản và lưu nó ngược lại vào HDFS. Mấu chốt ở đây là các bạn học được về Spark Data Frame, Spark IDD, viết một Spark job như thế nào, chạy nó ra sao. Và quan trọng hơn là các bạn sẽ hiểu được về cách lưu trữ dữ liệu của hệ thống Hadoop cũng như xử lý dữ liệu bằng Spark. Đạt được đến bước này rồi thì các bạn đã phải bỏ ra khoảng thời gian từ 6 tháng tới 1 năm. Và bản thân mình nghĩ là lúc đó các bạn có thể hiểu được Data Engineer như thế nào và cũng như biết được bản thân mình cần phải học những cái gì tiếp theo để trở thành Data Engineer. Các bạn có thể tự khám phá thêm các công cụ hoặc framework khác để có thể tự xây dựng cho mình một hệ thống data pipeline hoàn chỉnh. Và nếu may mắn hơn, mình nghĩ là các bạn đủ khả năng để kiếm được một công việc thực tập ở trong Data Engineer thì sao? Video này mình sẽ kết thúc tại đây. Thì mục đích chính của video này vẫn là để giúp cho các bạn nào đó đang mất phương hướng và có thể tìm được đúng cánh cửa để bước vào cái con đường Data Engineer này. Đây cũng là kinh nghiệm mà mình có được sau khi mình làm Data Engineer trong 4 năm qua, và hy vọng nó có thể giúp ích được cho các bạn. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.